mạnh thường kinh cốt và bằng mạnh kinh cốt. Thì khi đã mạnh kinh cốt thì nó kèm theo cái gì như bạn? Tăng cường sinh lý. Cho nên hay những cái thuốc mà bổ dương ấy bạn, thường nó sẽ cho kèm thêm cái nhóm thuốc này. Cho nên những cái thuốc mà thang bổ dương dùng cho những người bị chứng sinh lý hoặc là ông bà mình ngâm rượu uống thì lúc nào nó cũng có những cái vị của thông khóc này. Rồi, rồi dụng để giảm đau đúng không? Đau tê, đau mỏi. Rồi chị hệ thống giảm đau là chính nó có mấy nhóm? Mấy nhóm? Hai nhóm nhóm gì? Khử phong thấp và hóa thấp tĩnh tỳ như là phương hương hóa thấp, phương hương hóa trọc cùng một nhóm thôi, bạn chỉ có tên gọi một nhóm thôi. Rồi quy kinh chính, quy kinh chính của nhóm này can thận là quy kinh chính của nhóm này, vì đa số là tính ấm, vị cay, vị tanh, vị cay, tính ấm, đó là những tính chất chung của nhóm. Và gì nữa, lưu ý khi sử dụng kiên kỵ thì nó y chang nhóm gì mấy bạn? Nhóm gì? Dại biểu. Rồi nó là thuộc dại biểu cho nên nó y chang dại biểu mấy bạn. Rồi lưu ý gì? Bệnh nhân bị sao? Âm hư, huyết hư, làm hao tổn tâm dịch. Đó là những lưu ý khi mà sử dụng nhóm dại biểu. Nhóm có tinh dầu không nhất thiết là mỗi cái nhóm dại biểu không mấy bạn. Cái nhóm nào mà có tinh dầu có vị cay, vị ấm, tính ấm thì cần phải lưu ý cái đó, tính ôn. Thì vì nó sẽ là gì? Hao tổn tinh dịch, nó sẽ là hao tổn tinh dịch, mất tinh dịch. Cho nên những bệnh nhân đang bị âm hư. Âm hư thì sao các bạn? Xin lỗi. Tạo tinh dịch nó sẽ suy giảm. Rồi lưu ý những trường hợp đó là những trường hợp mất nước với lại điện giải. Thì đó cũng cần lưu ý các bạn. Rồi. Trên bảng thế giới là bao nhiêu vị đây? Bao nhiêu vị? Mình học đến vị nào rồi? Biết gì đâu. Rồi giờ tưởng tượng ra mấy vị này còn nhớ không? Cốt khí cũ. Rồi, cốt khí cũ này nó thuộc họ. Họ đông răng, bộ phận dùng là gì? Rễ cũ. Nó có đặc trưng gì không bạn? Có mấy cái rễ cũ bên ngoài đúng không? Cái rễ cũ ở giữa thì hơi sốt. Rồi, đau xương, dây đau xương. Bộ phận dùng là dây leo, tinh leo. Rồi, nó có đặc trưng gì? Khô kìa. Nó bỏ ngoài đó, nó khô, nó hơi nhanh lại, nhanh nheo lại. Rồi có gì nữa? Gì nữa các bạn? Lá. Gì nữa? Cái lõi đó có hơi những cái vân, giống như là vân vân hình ngôi sao ở trong lõi của cái dây đau xương các bạn. Nó hơi sinh tốt. Rồi, đau xương ngoài công năng mà trị đau nhất thì nó có thêm công năng gì nữa? Sốt rét. Trị ngược, đúng không? Trị ngược thì sốt rét. Rồi, cái đó rất là dễ hỏi. Trị ngược. Trị ngược thì sốt rét đó. Thì những cơn sốt rét kinh niên đó. Chị ngựa sốt rét. Rồi, đau khoa. Đau khoa có thuộc họ gì? Họ hoa tán hay BSC, mùi đó là đặc trưng và lửa học. Hoặc là nó có đi tụ tập mà bệnh viện các bạn. Cái nhà thuốc bệnh viện á. Nhà thuốc đông viện là sẽ định ngửi cái tiếng đau khoa. Mùi nó nồng lắm, mùi đó nó không có thơm như đông quy hoặc bạch chỉ đâu, cái mùi nó hơi nồng. Mở ra rồi. Rồi, thiên thiên. Có gì? Cỏ hoa vàng hoặc là cỏ đỉ, cái tên khác của nó, cỏ hoa vàng hoặc là cỏ đỉ. Một vài nơi có thể gọi là lưỡi sắt nhưng mà nó không phải các bạn. Rồi, thiên thiên thì có thêm một cái công dụng gì nữa các bạn? Chị cao huyết áp. Huyết áp thì còn có gì khác không?
bình can tìm dương. Rồi, chị ho mắt chóng mặt đúng không? Biểu hiện của cao huyết áp. Rồi, tiếp nữa các bạn. Cái đầu ngựa. Giờ nói đến liên tử đúng không? Cái quả ở đầu ngón tay đúng không? Rất là nhiều gai và trên đỉnh nó coi sao các bạn? Có hai cái sừng. Hai gai, gai dài lớn hơn. Và cái gai nó không bị nhọn mà nó hơi cong. Hơi móc câu, hơi cong cái đầu. Rồi, cái đầu ngựa thì nó có thêm cái công việc gì? Nhược giáp. Rồi, anh nhìn các bạn. Bố cổ. Bố cổ, căn nhà, lại hàng. Thêm công dụng của cái đầu ngựa. Ngoài ra cái đầu ngựa thì nó cũng dùng trong tiêu độc rất là tốt. Tiêu độc các bạn, trong thanh nhiệt tiêu độc, thường thanh nhiệt tiêu độc chúng ta có thể cho thêm cái đầu ngựa vào. Hoặc là cái đầu ngựa trong nó nằm trong điều kiện gì các bạn? Thông các giác quan như trong này có mà đúng không? Thông các giác quan trong điều trị mà dạng bị lãng tai là cùn tai, lãng tai thì người ta cũng có thể sử dụng kế đầu ngựa. Thay khiếu á, thay khiếu. Phương hòa. Cái đỡ màu đen đen đúng không? Nó có loại sốt ở giữa. Rồi, lá lốt. Đau gì? Đau răng, đau xoang, đau đầu. Rồi đau răng thì mình có thể gì các bạn? Giả ra mình ngậm đau nước bên ngoài. Hoặc là gì các bạn? Tắm trị gì? Rung sởi, mình ngọt, lỡ hết á. Thì người ta cũng sử dụng lá lốt. Lá lốt. Rồi lục qua. Viêm đi, không có gì. Rồi, liên tử có cái hình ảnh một qua không? Bật không? Nói gì? Nó giống quả táo đúng không? Quả táo nó cắt đôi ra. Nhưng mà lớp vỏ ngoài thì sao? Khi phơi khô thì sao? Nó nhanh nheo, nó không có trơn bóng. Nó một cách lát ra mà trong thiết kế đó lớp ngoài vỏ nó trơn bóng. Nó không phải một qua vật nữa nha. Nó phải nhanh. Và cái trong ruột của nó những cái lớp màng ruột đó nhanh 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 lại. Rồi, đó là một qua. Phủ gia bì. Cái nào có mùi thơm các bạn? Phủ gia bì gai hoặc là phủ gia bì hương đó thì nó sẽ có mùi thơm. Còn phủ gia bì trên tim mùi nó sẽ nhẹ hơn. Rồi, phủ gia bì trên tim còn dùng để giải độc gì? Sắn, phủ sắn lá ngón có. Nhưng mà thường người ta không sử dụng giải độc lá ngón mà người ta giải độc sắn. Sắn hoặc là bị say bột ngọt đó là bột ngọt cũng một dạng nữa. Sắn thì người ta cũng sẽ sử dụng cái phủ gia bì trên tim. Ngoài ra người ta còn làm gì với bạn? Bó bị nang trong trường hợp bị gì? Trật gân đau nhức rồi đó thì có phủ gia bì trong đó. Trật gân đau nhức hoặc là bông gân đó với bạn, trường hợp mà các bạn hay bị bó nang thì nó sẽ có cái phủ gia bì trong đó. Nhau thì nhiều bộ phận đúng không? Mình dùng gì? Rễ. Lá, quả, rễ, thân đều sử dụng hết. Bộ phận nào tác dụng thảo với đá? Rễ hoặc là thân. Còn quả thì gì mấy bạn? Hỗ trợ tiêu hóa, ăn uống không tiêu, đầy bụng, nhập tràng. Thì gì nữa? Làm gì mà đau nhất, giảm đau nhất thì cái quả người ta hay sử dụng các bạn ngâm rượu hoặc là ngâm đường uống các bạn. Thì thường ngâm đường thì ta làm gì? Hỗ trợ tiêu hóa. Trường hợp gì đó ăn uống không ngon miệng đầy bụng rồi hoặc là bị gì táo bón nhẹ các bạn, tại vì một tràng thì mình giảm nhẹ thôi. Rồi tiếp nữa, canxi bữa học rồi. Canxi là gì? Thành non của cây, vô tầm. Đặc điểm của nó có gì đặc biệt không? Tiểu đường, cao huyết áp. Nó có một cái lõi sốt ở giữa. Cái ruột đó là có một cái lõi sốt ở giữa. Rồi nó cũng giống như tăng nhiệt. Thì nó trong điều trị gì? Điều trị chính là tiểu đường. Tiểu đường và cao huyết áp.
Rồi, tăng ký sinh của mình có tăng ký sinh chưa ta? Mới đến tăng kia đúng không? Đây, cây có cái cụ nè. Cái giống cây đông đăng này. Lá nó to thôi, chứ còn cái dạng cây này, cây của họ đông đăng. Nó có bẹt gì? Cái tay chi này người ta còn dùng làm gì với mà làm vòng, còn đeo tay trên đế. Cái vòng người ta dùng những cái thanh lớn với bạn, người ta sẽ gọt gọt cái thanh và làm cái dây vòng trên tay. Thì theo dân gian không các bạn, thì dân tầm nó sẽ hỗ trợ đến gì? Ngủ ngon, ngủ ngon, không bị dịch mình, không bị quấy khóc á. Rồi nếu mà không làm vòng trên tay thì mình có về vòng trên tay thì mình có thể dùng cái cây cành dâm tằm để trong giường cho bé thôi. Khi mà nó ngủ nó hay bị quấy khóc giật mình thì người ta sẽ làm thế nào? Lấy cái cây dâm đó người ta quất trong không khí. Thôi bạn nào bị đánh bằng cây dâm tằm rồi sao mấy bạn? Cực kỳ đau mà cái lần nó còn đau hơn cả rơm mi luôn các bạn. Cái cây dâm tằm đó mà nó rất là dẻo mà nó đánh nó có độ đàn hồi, cho nên khi mà đánh xong cái vết lằn rồi nó rất là rõ. Rồi còn đây mình nếu em bé nó quấy khóc thì mình đâu quất ở trong không khí hay là xung quanh giường á, tạo ra cái luồng gió thôi, rồi cho bé nó sẽ ngủ ngon, nó không bị quấy khóc nữa. Hoặc là nhà nào cái em bé thì người ta cũng hay để đá vô tầm là gì nè, rỉ rôn sẩy, bé nó hay bị đuổi nhiệt, đuổi những cái mẩn đỏ ngứa rồi đó, thì người ta sẽ tắm đá vô tầm. Rồi tăng ký sinh. Rồi ký sinh, cái dây ký sinh này nó hiện nay trên thị trường nhiều lắm các bạn. Ký sinh trên cây gạo này, trên cây bàn. Các bạn chỉ cần thấy cây bàn đúng không? Mà tự nhiên có thấy một cái cụm lá nó khác hẳn với lá bàn bình thường thì đó là dây ký sinh. Thì dây ký sinh này, dây nào nó cũng giống nhau, hình dạng lá nó như thế này. Nhưng mà sao các bạn? Nó là ký sinh, nó ký sinh vào cây chủ để nó hút dinh dưỡng của cây chủ, cho nên nó ký sinh cây nào thì nó mang phẩm chất của cây đó. Cho nên mình sẽ có là tạo cây ký sinh trên cây gạo này, ký sinh trên cây khế là hay được sử dụng nhất, dùng trong làm thuốc. Nếu bạn có từng thử qua và thị trường đồng viên các bạn sẽ thấy nó sẽ bán là dây ký sinh trên cây khế và ký sinh trên cây gạo. Còn cái ký sinh tăng ký sinh đó là dùng lâu năm rồi, còn cái kia nó sẽ dùng và thường hay nếu mà coi cái loại ký sinh thì mình sẽ gặp ba điểm đó. Rồi còn ký sinh trên cây bàn thì ít các bạn, khi sử dụng vào thuốc đó. Đây các bạn, khi mà nó chặt ra thì nó chặt lá như này, nó là ký sinh tăng ký sinh, mình nhớ nó là ký sinh trên cây dâm tằm. Và khi ký sinh trên cây dâm tằm thì cái thành phần của cái dâm tằm sao thì nó y chang vậy. Dâu tầm sao thì cái tăng ký sinh này nó vậy luôn. Rồi hiện nay nghiên cứu thì tăng ký sinh có tác dụng bảo vệ tế bào thần kinh, nghe quen không? Đó là mới nghiên cứu các bạn chưa ứng dụng, nhưng mà bảo vệ tế bào thần kinh là dùng trong điều trị về Alzheimer, suy giảm tế bào thần kinh, suy giảm trí nhớ. Rồi đây các bạn, và đây là cái dạng cắt ra của nó có thể là những cái cành to thì các bạn sẽ thấy cái thân nó to, còn không các bạn sẽ thấy cành nó nhỏ thôi, và nó sẽ là màu hơi vàng cành nâu á. Rồi đặc điểm của tăng ký sinh thì nếu mà nói về đặc điểm thì nó rất là giống quế kim. Nói sau này các bạn thực hành các bạn sẽ nhìn thấy bạn rất là giống quế kim. Thì quế chi nó có mùi quế, còn tăng ký sinh không có mùi, đó là đặc trưng để dễ nhận diện. Còn về hình dạng với cái màu sắc thì rất là giống quế, còn không giống tăng chi được. Tại tăng chi nó có gì mà cái lỗ sốt ở giữa, tăng chi nó có cái lỗ sốt ở giữa. Rồi tăng ký sinh này thì nó có thêm cái công năng gì các bạn? Lợi sữa,
ăn thai và lợi sữa. Ăn thai này thì dùng trong trường hợp động thai xuất huyết. Vì những trường hợp động thai xuất huyết này mình phối hợp với ai dao và ngải diệp. Nhớ bạn ngải diệp là gì? Lá hải cứu đúng không? Và hôm bữa mình học cái thứ thì mình lưu ý là gì? Không dùng cho thai kỳ 3 tháng đầu, dù có động thai xuất huyết cũng không dùng cho 3 tháng đầu. Mình chỉ sử dụng 3 tháng sau và 3 tháng cuối thôi. Vì vậy cái tăng kháng sinh này cũng vậy nha các bạn. Những cái này lưu ý. Thì thường mình nói là hay bị động thai thì mình sử dụng thuốc nam. Nhưng mà thuốc nam thì 3 tháng đầu thường người ta khuyến cáo không nên sử dụng. Lưu ý cái đó các bạn. Tại vì sao? Thuốc nam này nó giống như con dao hai lưỡi vậy đó. Có thể là cơ địa hợp thì nó sẽ giữ được, nhưng mà cơ địa không hợp với cái thuốc này thì sao, sẽ bị đẩy thai ra ngoài. Thì có thể người ta nghĩ đó là do gì, mình yếu thì lại thai, hoặc là có thể là do cơ chế của thuốc. Cho nên tốt nhất trong 3 tháng đầu người ta không sử dụng, bạn chỉ sử dụng 3 tháng cuối thôi. Quên 3 tháng giữa và 3 tháng cuối. Rồi cái thời kỳ sau là dọn liền. Rồi dùng giống như là lợi sữa dùng cho phụ nữ sau sinh kinh sữa, để sử dụng để tăng cường lượng sữa về. Đây, chúng ta tiếp một cái loại rất là đặc biệt, mã tiền. Đây là quả mã tiền thì nhìn giống quả quýt đúng không? Đây, chín màu rất là đẹp, màu vàng ươm luôn. Đây. Và ăn được cái này nha các bạn. Cái màng ngoài này thì ăn được. Cái màng quả này ăn được. Cho nên cây này trong rừng hồi xưa rất là nhiều. Châu bò nó đi á các bạn. Nó ăn cái quả đó, nó đâu có bị độc đâu. Rồi độc là chính là cái gì các bạn? Cái hạt này nè. Cái hạt này rất là cứng và hầu như không tiêu hóa được. Cho nên châu bò nó ăn những cái quả này thì sao? Nó đẩy ra ngoài nguyên hạt này luôn thì làm sao bị độc? Chỉ khi nào mà cái nó nghiền nát cái hạt này ra được thì nó mới bị độc. Cho nên mới là để nguyên hạt như thế này đây, hạt tiền. Hạt này cứng lắm các bạn, lấy ra lên múa độc không bể đó. Rồi mấy bạn thường để mà nghiền nhỏ được cái hạt này, người ta sẽ làm gì các bạn? Ngâm nước vào gạo đêm cho nó mềm ra, rồi bắt đầu mình cắt nhỏ hoặc là xay nhỏ ra để cái xay được cho hạt này cứng lắm. Nó làm như nó như đồng tiền, rất là cứng luôn các bạn. Rồi nó có cái hơi lõm vào giữa. Rồi thành quả tiền này thì ra sao các bạn? Thành phần của nó là alkaloid và cái thành phần chính đó là tryptophan, cái độc của tryptophan đó. Cho nên rồi biểu hiện của tryptophan khi bị độc đây các bạn. Tryptophan tiêu chuột á. Tryptophan. Đấy. Tiêu chuột á. Rồi. Ngáp chảy nước chảy nhiều, nôn mửa, sợ ánh sáng, mặt nhanh và yếu, tứ chi cứng đờ, co giật, đột nhiên cái triệu chứng giống như là bị uốn ván. Sau đó gây nhiễm bệnh, cái gì nó bị co, toàn bộ các cơ nó bị co rút lại và nó gây khó thở, chết vì ngạt, là gần như là không thở được các bạn, các cơ nó co, nó không co móc được cái phổi, rồi nó gây ngạt, chết vì ngạt. Rồi, chỉ cần không biết là có bao nhiêu hạt ta, 3 đến 4 hạt thôi các bạn. Thì thường ngộ độc chất đi này thì nay không phải do ấy, mà do gì các bạn? Ngâm rượu thôi. Như ngâm rượu và so bóp bên ngoài mà lẫn lộn. Chứ thường mà hậu dạng hiện nay không có còn các bạn. Là hồi xưa là nó mọc dài nhiều, ăn nhầm thôi các bạn. Ăn nhầm thì sao? Dịch dạ dày, acid dạ dày mình có thể sao? Ăn một cái quả ngon các bạn thì hạt nó có thể là có thể sao, có thể phân hủy được và có thể tan được trong cái axit dạ dày. À đây các bạn, quả đẹp lắm. Đây lá này các bạn, gân lá hình vòng tung. Đây xuất phát từ một điểm và nhập lên một điểm, rất là đặc trưng. Rồi, trừ phân phát giảm đau, mạng kinh cốt, tử phong, trị kinh, tân ứng, tiêu thủ, công năng chung của nhóm thôi các bạn. Rồi, liều dùng, nhớ cái liều luôn các bạn, tại vì đây là liều độc, cho nên mình phải cần lưu ý cái liều 0.1 đến 0.3 gam mã thiền chế. Rồi, người ta phải ngâm nước bơ gạo, xay ra rồi còn ngâm lại, chế rất là nhiều, thì ăn cao nó sẽ giảm bớt. Nó sẽ giảm bớt rất là nhiều.
còn không các bạn dùng nguyên vậy là nó sẽ làm độ độc rất là cao và hòa độ rất là cao các bạn. Rồi mình nàn vỏ thân vỏ cành thì hoàng nàn nó sử dụng vỏ, nó cũng có sử dụng quả, thì quả nó cũng tương tự như là mạ tiền, cho nên nó có thể sử dụng song song được. Và sao các bạn? Có chít nin. Hàm lượng chít nin trong alkali trong vỏ rất là thấp, không có nhiều, cho nên hoàng nàn này thôi vẫn có thể sử dụng được uống, nhưng mà cũng phải chế các bạn, cũng phải chế, nhưng mà hàm lượng thì nó sẽ không cao bằng cái hạt, hàm lượng alkali nó sẽ không cao bằng cái hạt đâu. Đây, cái quả nó nhỏ hơn nhưng mà quả nó nhỏ hơn mà nó cũng màu đỏ như vậy. Và người ta sẽ bóc đây, người ta sẽ bóc lấy cái quả sổ. Đây, chụp gần nó to lên vậy đó. Nhỏ xíu cái quả, nhỏ xíu à. Và đây, không có cái hình ảnh cái quả thân như vậy. Đây, nhỏ xíu mà. Rồi, công năng cũng vậy. Rồi, người ta thì cái hoàng nàn này có trong trong điều kiện gì các bạn? Nhiều cơ. Trong trường hợp gì? Bệnh phong và một bệnh nấm. Bệnh nấm ngoài da, các bạn về ngoài da khó trị thì cái hoàng nàn nó có hỗ trợ cái điều trị bên ngoài da. Thì thoái. Tầm dao. Rồi, cái này thì ít dùng hơn các bạn. Nó cũng là alkaloid nhưng mà nó ít dùng hơn đây. Rồi, hoa nó đẹp không các bạn? Đẹp. Nhưng mà Việt Nam mình không có trồng, đa số mình nhập thôi. Đây. Rồi, nhìn nếu mà nhìn ngang hoa thì nó rất là giống. Đang sông. Đang sông các bạn. Đó, đúng không? Bổ học rồi đúng không? Bổ với học cái nồi đang xong. Rồi đang xong nó cũng đâu các bạn. Ánh đỏ lên nhưng mà sao cả phía trong cái màu đỏ, và đối với tình dao thì phía trong này nó sẽ trắng. Còn giữa nó sẽ đỏ lên ở mỗi cái vỏ bên ngoài thôi. Rồi tình dao thì nó có nhiều loại. Thì đây là loại tốt là sao? Thân rễ nó to rồi gì nữa, nó trắng. Còn nếu mà nó chuyển qua màu xám đen như thế này là tình dao bình thường hoặc là xấu hoặc là để lâu rồi á các bạn. Rồi công năng khử thâm thấp hoặc huyết dị thống. Rồi thân nhiệt được truyền thoái hoàng, cái thân nhiệt thoái hoàng thế nào, trong điều kiện gì? Vàng da thoái hoàng hoặc là hoàng hoàng đẻ. Rồi bị vàng da. Vàng da này do nhiều nguyên nhân các bạn, nó chỉ điều trị triệu chứng bên ngoài thôi, còn nguyên nhân do vấn đề gì thì sao mình phải tìm nguyên nhân phối hợp vô các bạn. Rồi trương phiên là trong cái chuyện gì đây? Trương phiên tâm phiền. Rồi phiền này là nhịp phiền hay gì, trẻ em bị khóc lên nó bị nhiệt đó, nó không ngủ được tâm hay bị quấy khóc lên phiền nhiệt đó. Rồi âm xương sinh nội nhiệt, đau bóng âm ỉ trong xương này sốt về chiều hoặc là trẻ em thân tích có sốt về đêm, sốt hay nó không ngủ hết. Rồi mắc cỡ, nghe cái tên hay hay ha, là sao nó còn gọi là cái gì? Trinh nữ, hoàng cung. Trinh nữ. Rồi các bạn chỉ cần chạm vô nó cái là nó tụt cái lá lại, hoặc là chiều tối hoặc cái này á, nếu mà con cái này á tụt cái lá lại rồi sáng nó bung ra, nó sớm khoảng cũng khoảng 5-6 giờ sáng, 7 giờ sáng là nó tụt đó bung cái lá ra, còn chiều tối là tụi nó bung cái lá lại. Rồi nó tên khoa học của nó là mimosa. Mimosa là các bạn, thì nó không phải là cái hoa mimosa trên Đà Lạt đâu nha. Mimosin. Rồi cái hoa mimosa trên Đà Lạt là nó dạng gì? Dạng bụi. Mà nó lên Đà Lạt thấy hoa mimosa chưa? Đấy chưa. Chưa được đi hả? Đi rồi. Chưa thấy luôn đó hả? Hoa mimosa màu vàng.
đình chỉ là lạc thì là trong có hoa thôi, còn nguyên thân đều nó không có hoa nữa. Rồi thì khác nha các bạn, thì mimosa ở cái cây bắp cỡ này nó cũng chiết alkalis là mimosin. Mimosin đó là cái gì? Nó lấy từ tên chi mimosa chuyển cái đuôi thôi. Và nếu như mà bạn nào có người nhà hay bị mất ngủ á, nếu các bạn ra thì thuốc tây nếu bạn mua thì trên thị trường có cái gì? Mimosa luôn. Rồi viên mimosa nhưng màu tím tím ăn thần chỉ mất ngủ, đó là chất xuất từ thảo dược, đó là các loại cao và thành phần cao chính đó là cao mắc cỡ. Rồi nó lấy tên từ cái tên tiên này luôn các bạn, mimosa pudica này. Rồi cho nên trong cái phần mà công năng các bạn thấy đây nó có tác dụng lên gì? Ăn thần. Rồi ăn thần trị mất ngủ, cho nên khi mà nó dùng cái gì ta, cái cao đó, cái viên đó thì cái thành phần chính hay là cao mimosa, cho nên nó đặt tên cái viên là viên mimosa luôn. Ngoài ra trong đó còn có gì, vân nem nè, lạc tim nè, bình vôi nè, nó sẽ có hết trong đó. Nhưng mà cái cao đầu tiên thì sẽ là cao bắt cỡ. Cao bắt cỡ đây. Cao nó bắt cỡ tím hơi trắng trắng, nó có tím hơi hồng hồng. Ủa sao màu xanh? Rồi đây là lá. Rồi cây lá gì đây? Lá sao gì rồi đây? Để tôi rồi. Không tôi là kép đúng không? Rồi đây các bạn, trên cái cô cây cho là nhiều gai. Nhiều gai các bạn. Rồi bộ phận dùng của nó là lá và rễ. Nhưng mà nếu mà không có rễ thì mình có thể sử dụng thân. Sử dụng thân thay thế, thân của nó rất là nhiều. Một cục rễ nó có chút xíu rễ à, nhưng mà thân thì rất là nhiều. Thì người sử dụng thì có thể sử dụng thay thế cái thân, thay thế cái rễ. Rồi viên viên kiện. Rồi thì viên kiện này người ta sử dụng thân rễ thì trong tài liệu các bạn cũng có mấy cái chữ này nè, thì cái đó là gì? Tên bộ phận dùng, rhizoma là thân rễ, ra thân rễ rhizoma là thân rễ, lót là hoa, folium là lá, rồi đó là những cái bộ phận hay gặp. Cho nên các bạn chỉ cần nhìn cái này là các bạn biết bộ phận dùng của nó. Nhưng mà cái tên này là tên của thuốc, còn đây là tên của cây thuốc, đúng không? Cây thuốc cây. Rồi Arabica là họ là gì? Họ rái. Rồi thiên nhiên kiện nó chứa tinh dầu rất là nhiều, cho nên mùi thơm rất là đặc trưng các bạn. Mùi thơm nồng rất là đặc trưng. Rồi đây là cái cây dạng cây của các bạn, và đây là dạng thân rễ của nó. Rồi nó có nhiều cái lông ở bên ngoài như thế này, nhiều lông bên ngoài, và trong này là nhiễm bạc sơ rất là nhiều, những cái sợi sơ dọc theo cái này, cho nên người ta còn gọi là miếng sơ dừa. Nếu mà từ miếng sơ dừa thì các bạn học nhận mặt những cái miếng sơ dừa sao gọi miếng là sao mình dễ nhớ lại nhất. Cho nên cái miếng này với cái miếng cốt phái bổ đó bạn, nó sẽ thủy xương bồ nó sẽ giống nhau, cái miếng nó sẽ giống nhau, thì cái này nó sao, nó là nhiều sơ. Còn thủy xương bồ thì da ngoài cũng mà nó là mềm, và cả hai nó đều chứa tinh dầu cho nên mùi thơm nó nhẹ, mùi thơm đặc trưng. Nó nói là hai cái mùi khác biệt, nhưng mà các bạn ngửi thì nó hơi giống nhau, gần giống nhau á. Rồi, ngoài cái công dụng khác về từ phong thấp thì nó có gì với bạn? Kiềm vị trong đi đau dạ dày, tiêu hóa kém, hỗ trợ tiêu hóa. Chìa vôi,
bôi. Nhưng mà thực tế là sao các bạn, cái rễ rất là khó. Tại vì sao nó dạng dây leo như thế này thì cứ một cụm rễ thôi, còn đâu nó leo quá trời luôn thì ta vẫn có thể sử dụng cái thân. Cái thân thay thế cái rễ, nếu mà thật sự không thu hái được nhiều cái rễ thì ta cũng có thể sử dụng thân. Rồi, cây này thuộc họ, họ nho, Vivace là họ nho. Đây các bạn, nhìn cái lá, cái giống lá nho nó dạng dây leo luôn. Đây các bạn, nhìn cái cụm hoa của nó giống gì? Giống cùng nho rồi bạn, rất là giống cùng cái bánh nho. Rồi lá của nó có thể là nguyên như thế này, hoặc là lá nó sẽ tùy sâu vào, và trên cây của nó rất là nhiều phấn. Đây các bạn, phấn trắng phủ đều hết cái thân luôn các bạn, đặc biệt là ngay chỗ cái nách lá này, cái nách mấu này này rất là nhiều phấn, phấn trắng nó còn phủ đều hết cái thân luôn. Đây đây các bạn, đặc trưng nó dễ nhận diện, nó leo đâu các bạn thấy phấn như thế này thì nó là chịu thôi. Đây, trong cái thành phần của cái chiều vô này có cái axit hữu cơ, cho nên cái vị tính của nó là hơi mát, và cái vị của nó hơi the, hơi mát mát, hơi the chua chua đó. Và có axit hữu cơ thì cái công năng của nó có thêm gì? Nhận trà. Rồi cho nên những cái hoạt chất nào mà có tác dụng nhận trà thì nó bón thì bạn có thể kể đến là gì? Anthraquinoxit là tính rồi đúng không? Rồi gì nữa? Chất nhầy, axit hữu cơ, dầu béo. Rồi những cái vị thuốc nào mà bạn thấy thành phần nó có cái đó thì nó có, sẽ có thêm công năng là nhận trà. Rồi còn mà chị đi trị tiêu chảy thì những gì, những thuốc nào, thành phần nào được tiêu chảy, mà cần tiêu chảy? Tannin, việt giác. Thì hầu như những cây nào các bạn ăn nhầm việt giác thì nó sẽ là cần tiêu chảy. Nói vậy là bền thành cái bề mặt ruột á, nó sẽ cần tiêu chảy. Xăm xe niêm mạc cần tiêu chảy. Hoặc là Flavo, nếu mà nhóm một chất Flavo thì nó sẽ có tác dụng gì? Giải độc, chống oxy hóa, giải độc, tiêu độc. Trong bài thân nhiệt á, thì đa số các thành phần là Flavo. Rồi Saponin. Saponin thì tác dụng gì? Bổ cái nhóm Saponin trên xâm này, hoặc là lợi tiểu. Rồi, còn nhóm gì nữa ta? Alkaloid thì tác dụng mạnh lắm, đủ hết, hầu như có chỗ vị trí nào tác dụng hết. Glycosid đặc biệt là nó có thể điều trị gì? Thư. Có vị thuốc ung thư thì người ta sẽ tập trung nhiều vào alkaloid. Không gặp nhầm đâu. Đây, quay lại này thì trong cái công năng này nha, nó có thêm bác sĩ hữu cơ, nó có dụng gì? Nhận chảy và đa lá gì? Nhọt, dễ lỡ bên ngoài, dễ lết những cái thương khó lầm đó. Rồi, Bilintin, nghe tên hay không? Hay đúng không? Rồi, Bilintin này mình sử dụng dạng rễ và dạng dùng. Đây mấy bạn, rất giống cái gì? Giống cái rễ. Tóc. Tóc. Đây là cái chỉnh tóc thôi. Dùng đũa. Đây dùng rễ này giống gì mấy bạn? Có bế tơ. Khác cái gì? Bế tơ nó khác cái gì? Cho nói lại. Đừng có khéo. Nói về cái thuốc thì nó bằng với nhau, bằng bế tơ nhưng mà nó màu vàng. Bilintin màu đen. Và dạng chung con nét này nữa, nó còn có thêm một cái nữa là tử uyển. Nghe đến tên như là tử uyển. Rồi tử uyển thì nó là mềm dẻo, cái thể chất nó dẻo dẻo, dai. Tử uyển thì nó là cứng giòn, bạn bẻ, gãy, vì rất là dễ. Thể chất cứng giòn, chim nhỏ bay trong cánh đồng. Mềm, dẻo, dẻo, dẻo.
Rồi, ngoài ra người ta còn có dùng uy tinh tiên nam. Rồi là rễ cây bạch hạc hoặc là cây kiến cò. Nghe đến tên như vậy. Cây chưa? Kiến cò được Việt Nam mình trồng nhiều. Đó là hoa rất là đẹp các bạn. Nó nhìn như con gì? Con cò nó đậu trên cành, nó hoa màu trắng. Chẳng mấy con kia. Rất là đẹp. Rồi, đậu trên cành. Con cò nhỏ gọi là kiến cò. Thì nghe nói là uy tinh tiên nam. Rồi đây nó cũng dùng nhiễm mà thoái hoàng chỉ vàng da, thoái hoàng chỉ vàng da. Đúng rồi, đúng 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 đúng. Rồi đó là vị gì nhá? Thứ gì mà thử không hết, 20 vị thử không hết. Tâm hỏa hưởng. Như trong này như có câu hỏi đúng không? Có đáp án không? Dạ không. Rồi đánh thử đi bạn. Trung hạ cho em đọc không có hết mình là luôn. Và trung hạ có hết mình chỉ có hai vị thôi. Đủ mình nhiều hơn đó quý vị. Sa nhân thảo quả như thổ khấu và thổ khấu á. Thì những vị đó mình sẽ học trong nhóm. Cử hàng rồi. Và ở đây mình sẽ học chỉ có hai vị thôi. Hương Hương và Hương Phật. Nhóm gì? Hóa thấp, nhiều nhiễm mà. Khử thấp, ứ đạo ở, tỳ vị gây đầy bụng, chướng bụng, ăn không tiêu đúng không? Thì khử hàn thì công năng cũng vậy, về điều trị gì? Đầy bụng, chướng bụng, ăn không tiêu, phân sống, ăn không hấp thu đó. Thì đó cũng là điều trị triệu chứng như vậy, nhưng mà nguyên nhân là do gì? Do hàn. Rồi còn đây là do thấp, do hàn là do lạnh, còn đây là do thấp ứ đạo. Thì mình sẽ có hắc hương và hương trần. Hắc hương rồi cái này trong dược liệu người ta cũng trồng nhiều lắm các bạn. Nó lại không phải dùng điều trị mà nó dùng gì? Chiết xuất tinh dầu. Chiết xuất tinh dầu đây petroleum oil, tinh dầu hắc hương. Thì tinh dầu này hầu như trong các phòng spa, massage hoặc là chỗ nào bán tinh dầu đều có tinh dầu này. Và thứ hai nó dùng trong kỹ nghệ nước hoa, dùng để làm gì các bạn? Định hương, giúp cho hoa gì các bạn? Nước hoa nó giữ cái mùi thơm lâu hơn, cho nên nó dùng nhiều là dùng để chiết xuất tinh dầu các bạn. Rồi cái lá hắc hương này đặc trưng lắm, đây các bạn, nó là sao? Cái bề mặt nó không có phẳng mà nó cứ gồ về sẽ thì đây nó cứ lồi lên lõm xuống đây, rất là đặc biệt của cái lá hắc hương. Và sao nó thuộc họ hoa môi, cho nên là gì? Lá sẽ thì một đôi chéo chữ thập như dấu cộng, nó rõ đây các bạn, chéo qua chéo lại. Rồi công năng trên tâm mặt hương hương hoa bắc thanh nhiệt hai vị. Dẫu đây là dùng nghĩa mà ói thơm mửa. Ói này thì thường do gì mấy bạn? Kèm theo tiết tả. Kèm theo tiết tả là sao? Dạ gì thường khổ hạ tả là gì? Vừa tiêu chảy mà vừa bị nôn nói, cho nên là hai cái làm người chắc mình xỉu luôn á. Rồi thì khi mà nói về điều trị nôn ói thì người ta hay dùng đến bán hạ kèm thêm vào về trị nôn ói. Thì bán hạ là hay được sử dụng nhất trong các thang thuốc mà có khả năng gây nôn, người ta cũng sẽ thêm bán hạ vào. Rồi thấy cái chữ này không các bạn? Mình tưới. Cây mình tưới. Nghe lạ không? Lạ. Rồi, mấy bạn hay thấy mấy cái bó lá nó nước mát không? Thấy cái lá một tiếng đi cây một tiếng mà đụng cái lá nó đụng mất, mà nhỏ. Rồi, cây lá nó gọi là lá dòi hoặc là mình tưới, hoặc là nó.
dời. Cất 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 cất. Rồi, tương cực thì ở đây, nó có thể xếp ở đây hoặc là trên, xếp trên cửa phong thấp luôn bằng một tài liệu. Tại vì chia cái này là chia theo gì? Theo danh mục của Bộ Y tế. Còn một vài tài liệu thì nó đưa cái tương cực vô trong cái nhóm, nó cửa phong thấp luôn. Rồi, mình sử dụng rễ đen vặt. Rồi, cái rễ của nó hơi sốt, thể chất của nó hơi sốt các bạn. Và nó hơi có những cái vết vàng vàng. Nước bột là gì? Nó cũng có mùi, mùi thơm nhẹ. Và khi sử dụng thì người ta sẽ sao tương vật sau cám. Rồi, trừ thấp, kiểm kỳ, khô phong, tán hàn, minh mục. Minh mục ở đây là gì mà? Xà sáng mắt, minh mắt mờ, bóng gà đó. Một công năng chính nó gọi là gì các bạn? Tìm vệ và tìm vệ đúng không? Ăn uống không tiên. Một bệnh sáng mắt, phải lắm lại nha. Rồi, mình con sắc tê dài, xương cốt đau nhất, đau khớp. Tính tạng không? Chú hỏi nè. Chú hỏi chú nói đau đầu hoa mắt hàm đi quay đó. Rồi, đây là một vài bài thuốc trừ phong thất cổ. Ô đầu thang. Quế chi phụ tử thang, cộng hoàng ký sinh thang. Rồi. Rồi, khi mà thường trong này nó sẽ có chữ tí nha các bạn. Tí khi mà nói về nhóm rau xương khớp thì nó sẽ có chữ tí. Đại tình gia ký thang, thương hoàng thất thắng thất thang, đại lệ tân ký thang. Không biết là các bạn học về bên phương tể chưa ta? Chưa hả? Rồi, phương tể thì các bạn sẽ học toàn bài tình gia. Rồi, chúng ta để làm các bạn học những cái thang cổ này để học ngủ cơ các bạn. Rồi sao nữa? Mình sẽ phân tích những cái biểu trong từng thang đó. Rồi coi nó thuộc nhóm nào, cùng thang, cái nào là quân phần đá xuống đó. Thì các bạn học kinh tế là sẽ được học cái đó. Chưa học hả? Chưa. Cũng nhớ là học kèm kèm trong cái một thang hay là để học kỳ 2 lần trước. Hôm sau hả? Quên. Mà là đủ cái chương trình này đó. Con nhớ luật sư cô dạy này là các bạn học. Nghe đổi gì chứ? Đồng thời luôn đó. Với thì đã đọc rồi. Đây là mấy bạn vừa cái này, mấy bạn vừa mang qua bên kia không có tích thang luôn. Để thang vừa tích là biết cái vị trong đó nó nằm trong nhóm nào, dạy biểu hay là tử hà hay là thang cấp hay là tả hạ gì đó, thì mình sẽ phân tích cái nào là chính. Rồi, các bạn đổi mỗi về cách bệnh thì các bạn sẽ học một vài thang thuốc. Cho nên khi mà nói bác sĩ thì họ cũng không phải là người tự nghĩ ra cái đơn cái thang đó đâu các bạn. Đa số là gì? Dựa trên các thang cổ rồi mình sẽ gia giảm thêm tùy theo tình trạng bệnh nhân. Bệnh nhân này đau nhức nhiều thì thêm nhóm phong thấp. Rồi bệnh nhân này bị lạnh nhiều thì thêm nhóm tử hàn. Thì đó là gì? Mình thêm một vài vị hoặc là tăng cái vị này đi, mình giảm nốt lại. Rồi, người ta sẽ dựa trên cái thang cơ bản và cụ điển mà người ta sẽ thêm vào. Rồi, đó là về nhóm thuốc trừ phong thấp. Bây giờ mình không mở tài liệu, mình đánh khắc nghiệm được không? Nhớ nãy giờ nhắc đi nhắc lại, nhớ cái thông tin đó, mình đánh khắc nghiệm được không? Về khỏi phải học bài, nghe đi lớp là được rồi. Nằm ở đâu, nó tác dụng gì là chị nó hỏi rất là nhiều. Thứ hai nữa là gì? Bộ phận dùng nó sẽ
hay đọc lá ngón là tàn dao à. Mình nên tu. Thầy dạy mà chứ